Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Bữa nay là lễ Father Day cho nên mình sẽ Happy Father Day. Chúc các bạn một ngày lễ cha vui vẻ. Đó, ăn là phải có ly đẹp, chích chớp chích chớp. Hôm nay là lễ chuẩn bị ngày lễ lễ độc lập các bạn, cho nên nước Mỹ nó bán cái gì cũng xanh xanh đỏ đỏ, xanh xanh đỏ đỏ. Ok, bây giờ để ăn lễ là mình phải có cái gì đó nó vui vẻ các bạn à, hấp dẫn quá các bạn ơi. Thì bữa hôm nay mình sẽ ăn một món rất là hay, đó chính là đầu tôm nướng. Đầu tôm nướng bơ tỏi các bạn ơi, trời ơi, đây là món ăn hấp dẫn nhất mà mình chế biến ra. Đầu tôm á, đầu tôm thì mình cắt nó ra các bạn, xong rồi mình bỏ bơ tỏi với lại ớt dùng nướng nó, trời ơi, miếng là chấm các bạn. Trời ơi, đầu tôm là không à các bạn ơi. Nướng bơ tỏi xong rồi bỏ thêm ớt nữa, nó cay quá. Còn ở đây mình có dĩa nước tương à. Sở dĩ mà mình có đầu tôm để nướng bơ tỏi là mình, tại vì mình đang ăn gỏi cuốn các bạn, đúng không? Cái phần tôm á thì mình cắt làm đôi để mình cuốn bánh chén, còn cái phần đầu tôm á thì mình đem đi bỏ đi lò nướng, gãi thêm chút bột ớt vô nữa, nó cay xé lưỡi. Trời ơi, các bạn nhìn nè, tôm tươi mà đem nướng thì còn thì ngon hết biết luôn. Ờ, gạch không à Linh nè, chấm với lại muối tiêu chanh. Ngon hơn. Nó ngon như đậu các bạn à, quá đã. Bây giờ mình sẽ ăn gỏi cuốn để rồi mình sẽ tiếp tục trở lại cuộc sống ăn chơi cùng nhân lì các bạn ơi. Đây có hai loại thịt. Ăn ăn gỏi cuốn các bạn. Tại vì bữa hôm nay là lễ Father Day cho nên nhà hàng nó rất là đông, cho nên mình sẽ không có đi ra đường để mình ăn. Thì bữa nay mình sẽ ăn gỏi cuốn hai loại thịt. Thì đây là thịt khìa, còn đây là thịt luộc tươi. Đó. Các bạn thấy mình rất là thông minh đúng không? Lễ lọc. Lễ lọc mà bây giờ á, bây giờ lễ lọc mà các bạn ra đường là đông lắm. Tại vì mới hết dịch Covid á, cho nên dân chúng nó kéo qua đường đông lắm các bạn ơi. Trời, cái đầu tôm ngon quá. Cái đầu tôm này các bạn cắt nó ra, cái xong rồi các bạn không cần nêm nếm gì cả. Các bạn chỉ cần lấy một chút mỡ dầu ăn quét lên và xong rồi cắt bột bột ớt lên là. Trời, toàn nó thơm cái gì. Tôm mà các bạn nướng là thôi nó ngon phải biết. Đây. Cái này là thẻ nhà chồng các bạn ơi. Xà lách nhà chồng luôn. Xà thơm nhà chồng. Xà thơm nhà chồng luôn. Xà ri nhà chồng. Đó. Nói chung là tất cả những thứ này đều nhà mình trồng hết. Đó. Thì bữa hôm nay là mình, kênh của mình là đạt được 230.000 người đăng ký các bạn. Không ngờ hồi xưa mình chỉ làm YouTube chơi thôi, thì có rất là nhiều bạn tới bây giờ vẫn còn coi channel của mình. Bữa hôm nay họ nhắn tin cho mình, họ nói là trời ơi, công nhận bây giờ coi anh Nhân 4 năm trời mà tới bây giờ vẫn còn coi anh Nhân các bạn. Thì bây giờ kênh của mình đã được 230.000 người đăng ký rồi, không biết chừng nào mình mới được tới, không biết chừng nào mình mới được tới 1 triệu subscriber các bạn ơi.
Cho nên mình sẽ quyết tâm, mình sẽ tập trung vào làm YouTube trở lại giống như hồi xưa, theo phong cách ăn chơi cùng nhân lì nữa. Mà rất là vui mà có nhiều fan hâm mộ, họ coi mình từ đầu tới cuối luôn bạn, từ lúc mình mở kênh tới bây giờ luôn. Gọi cuốn ăn thì đồ nó khá là ngon luôn. Cơm trời á, là coi như mình đã được 1/4 cái lúc vàng à. Không, mình được, các bạn biết không, 1 triệu subscriber, nhưng mà chia làm đôi á là sẽ được 500.000 người đăng ký. Mà nếu mà chia làm 4 á thì sẽ được là 250.000. Coi như bữa nay là mình đã được một gốc tư rồi các bạn. Mình còn 3 gốc nữa. Thì cũng tại vì á, cũng tại vì cái dịch Covid này cho nên mình không có đi đâu được các bạn. Trời, cái đầu ngon quá à. Cũng tại vì dịch Covid đó là một chuyện các bạn. Nhưng mà chắc là biết không, tại vì dịch Covid cho nên mình không đi đâu được, cho nên mình không có video gì hay để cho các bạn, để quay cho các bạn coi cả. Cái đó là một cái lý do. Cái lý do thứ hai là tại vì hổm gà bà Nguyễn Phương Hằng bà chiếm sóng hết mấy cái channel khác rồi, cho nên mình có quay á người ta cũng chẳng coi nữa. Tại vì bây giờ người ta lo tập trung vào bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là lý do thứ hai các bạn. Trời ơi, thêm cái cảm giác mà ăn đồ của nhà mình trồng nó rất là vui. Hết sợi câu bảy. Thật kìa ngon. Ngon, quá ngon. Thì để sau cái video clip này mình sẽ gán đi chơi thiệt là nhiều nơi để mà mình quay video clip cho các bạn coi. Mình sẽ đầu tư vào, mình sẽ trở lại nhân lì của hồi xưa các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng vượt lên một nút vàng để có nút vàng với người ta coi. Thì tầm 1 tháng nữa mình sẽ đi Florida các bạn. Không biết là năm nay Florida nó sau khi mà dịch nó hết rồi á, nó sẽ có gì thay đổi không? Chẳng hạn như là bãi biển nó mở cửa nè, hay là những khu vui chơi nó mở cửa nè. Đó, các bạn thấy không? Hôm giờ mình có nhiều nơi mình muốn đi quay cho các bạn coi. Nhưng mà họ phải bắt mình làm thẻ các bạn. Tại vì á, giống như hồi xưa á, mình hay đi hái dâu, hay là mình đi sở thú các bạn. Thì những cái nơi đó các bạn muốn tới lúc nào cũng được, không? Nhưng mà bây giờ họ bắt các bạn phải làm hẹn. Trời, đi chơi mà cũng phải làm hẹn nữa các bạn, không? Cho nên mình không có thời gian để mình đi các bạn. Mà các bạn biết không, họ khi mà các bạn làm hẹn đó, họ chỉ cho các bạn ở trong đó là tầm 2 tiếng thôi. Đó, cho nên dịch Covid này nó làm ảnh hưởng rất nhiều người. Nhưng mà không sao các bạn ơi, dù sao thì các bạn vẫn theo dõi kênh của mình là mình thấy vui lắm rồi. Mặc dù là mình vẫn ở nhà, mình không có đi đâu mới chơi, nhưng mà mình vẫn cố gắng ra video đều đều để cho các bạn không quên mình. Hồi xưa các bạn biết không, hồi xưa có nhiều người họ thích mình các bạn. Họ nhắn tin cho mình, họ nói là anh ơi, bữa nay có ra video chưa,
Trời ơi, bữa nay đợi hoài mà không thấy anh ra video bạn. Trời ơi, mình nói thật sự hồi xưa có mấy người họ họ thích mình lắm bạn. Bây giờ họ vẫn còn thích mình bạn, lâu lâu họ hay nhắn tin cho mình, họ nói dạo này bên Mỹ dịch bệnh sao rồi các bạn. Dạ, em cũng có fan luôn. Tính gì lâu lâu có nhiều người họ nhắn tin cho mình đó. Họ hỏi là anh Nhân ơi, sao dạo này không thấy ra video nữa, cho nên mình phải ra video bạn để phục vụ cho fan hâm mộ. Ừ. Quá ngon các bạn ơi. Quá đã. Quá đã. Lễ lọc không cần phải đi đâu chơi cả, không? Tại vì bây giờ đi ra đường á, không? Ngồi phải chen chút với người ta. Rồi. Mà dính dịch. Rượu ngon. Dạ. Dạ ngon. Quá đã các bạn ơi. Thế dọc. Em sẽ lắp luôn. Con món này cho anh review. Thanh đẳng ta đang đẳng rồi. Đẳng. Chanh mễ hai đồng mấy. Con gà mình nó mới mua được nè, nhỏ nè. Nó như cái dâu bầm bon Việt Nam. Các bạn nhìn vô á, lúc đầu các bạn tưởng là cái cốc Thái hay là các bạn tưởng là trái bòn bon Việt Nam. Đây là cái chanh mễ các bạn, không ra bên Việt Nam đang sốt cái món này các bạn. Để mình ăn thử coi nó có cái vị gì ha. Bỏ cái vỏ ăn hộp ở trong ấy. Nó giống như là trái bòn bon các bạn. Chua lét rồi. Khi mà các bạn cắn ra cái trái nó ra, nó có cái trong này là nó giống như trái bòn bon vậy đó. Nhưng mà trái bằng bon của mình đã thì ngọt hơn. Cái trái này nó chua lét rồi. Nó nhiều thịt hơn. Sao? Không thích à? Thế nào ăn được không? Được. Ăn cái vỏ ngoài, ăn thịt ngoài à. Cái hộp như bỏ. Trời ơi, cái trái này nó chút xíu thịt đó bạn. Mua chín nhậu uống tiền quá. Cái ăn được không? Người ta nói ăn được á. Hả? Hôm nay người ta ăn quá trời, hôm nay em thấy mua. Không? Có thịt giống không? Nhưng mà trên đó người ta nói xem mà nó chua chua ngọt ngọt. Ai ngờ em đâu ngờ nó chua dữ vậy đâu. Cái trái đó nó mượt. Cái hộp thì nó bự mà thịt nó chút xíu à. Nói chung là nó còn ít thịt ra chứ chế nhãn nữa. Ít hơn trái bằng bom. Các bạn biết mỗi một lần á mà con vợ mình nó làm, nó làm mỗi cuốn á là mình sẽ có món nhậu bạn, đó là đầu tôm. Rồi cái đầu tôm nó bự thì thôi luôn á. Hút ra miếng cơm này mình thôi chấm mình đậu á. Thêm một hẹn nữa. Thích tâm hẹn. Thích tâm hẹn chấm nữa. Quá đã các bạn ơi. Để coi cái này. Đây là
Nói chung là đây là một cái chặng đường rất là dài cho cái kênh YouTube ăn chơi cùng nhân liệu của mình. Dù sao thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong 3 năm vừa qua các bạn. Các bạn biết không, 3 năm vừa qua là một cái thời gian nó rất là dài các bạn. Không, mình đã trải qua rất là nhiều thứ. Không, mình đã chia sẻ với các bạn. Mà cho tới bây giờ các bạn đã coi cái kênh của mình thì nó thật sự là quá đã các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây đi. Thì hy vọng là các bạn sẽ đồng hành với mình tiếp tục tới nút vàng luôn nhé các bạn. Tạm biệt các bạn.